từng tốp người đi xe đạp lao vun vút trên đường Phạm Văn Đồng, quận Thủ Đức. Thay vì di chuyển bên trong phần đường của mình, các đoàn xe lại liều lĩnh giành đường với ô tô. Đó là chưa kể đến việc gặp đèn đỏ, không xe nào dừng lại. Tình trạng tương tự cũng xảy ra tại đường Võ Văn Kiệt, thậm chí là dàn hàng ngang, đạp xe trên làn ô tô, bất chấp nguy hiểm khi các xe lớn chạy vun vút bên cạnh. Không phải vì đi xe đạp không, mà tất cả các phương tiện hai ba bánh theo quy định là không được lưu thông vào làn ô tô, vì đó sẽ nguy hiểm tới tính mạng nếu như xảy ra va chạm. Do đó thì tôi cũng khuyên bà con là không nên lưu thông vào làn ô tô đối với các phương tiện như xe hai ba bánh, và trong đó là cũng có xe đạp. Tuy nhiên trên thực tế, việc xử lý xe đạp còn vấp phải nhiều khó khăn. Thì trong xe đạp, xử lý xe đạp thì cái khó khăn là người ta do người ta tập thể dục rồi đó, người ta cũng năn nỉ mong mình bỏ qua, nhưng mà cái không phải gì đó mà mình bỏ qua được, mà mình phải cương quyết xử lý để người ta rút kinh nghiệm, lần sau người ta không vi phạm nữa. Theo quy định, súng nằm trong danh mục vật phẩm nguy hiểm, cấm, hạn chế mang theo người, hành lý lên tàu bay. Khẩu súng ngắn này có nhãn hiệu Econ Major, nằm trong hành lý xách tay của hành khách 21 tuổi. Người này không xuất trình được bất cứ giấy tờ nào có liên quan đến khẩu súng. Trung tâm An ninh Hàng không Tân Sơn Nhất đã lập biên bản bàn giao cho công an điều tra, xác minh về nguồn gốc, động cơ mang súng. Tỉnh Quảng Ngãi cùng với các doanh nghiệp xây dựng đảo An Bình, hiện nay thành đảo phi carbon, tiến hành nghiên cứu áp dụng các kỹ thuật tái chế nhằm giải quyết các vấn đề liên quan đến rác thải nhựa ở khu vực biển đảo Việt Nam, cung cấp kỹ thuật khử mặn tân tiến bậc nhất trên thế giới, lắp đặt hệ thống điện sóng biển cỡ 50-100 kW, giải quyết các khó khăn về chi phí cũng như các vấn đề về môi trường do sử dụng điện diesel tại đây. Sáng kiến đảo phi carbon là chương trình giải quyết các vấn đề môi trường tại Lý Sơn đã chính thức được Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi cùng đại diện các bên liên quan chính thức ký kết tại bản ghi nhớ MOU đa phương. Đầu tháng 9 năm 2019, tuyến đường tránh này xảy ra hiện tượng lún, nứt nền mặt đường đoạn tuyến km 10+200, km 10+350 thuộc dự án đường Hồ Chí Minh đoạn tránh Chư Sê, tỉnh Gia Lai. Theo đề nghị của Bộ Giao thông Vận tải, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai thống nhất chủ trương cho phép dỡ tải và triển khai các bước xử lý tiếp theo để khắc phục sự cố công trình tuân thủ quy định. Tuy nhiên mới đây, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai vừa có văn bản gửi Ban Quản lý Dự án 6 Bộ Giao thông Vận tải về việc cho tạm dừng dỡ tải đoạn tuyến tránh Chư Sê, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai để phục vụ quá trình điều tra của Công an tỉnh Gia Lai.